Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại Zalo 0962 292244. Thì như các bạn đã biết, hiện tại trên tay mình đây đang là hai cái mẫu sản phẩm máy định vị nghe nén các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là mẫu C360GPS và cái mẫu thứ hai là mẫu L30GPS các bạn nhé. Hai cái này về nguyên lý hoạt động của nó là y hệt như nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cấu tạo của sản phẩm các bạn nhé. Với cái mẫu C360GPS này, đó chính là mẫu sản phẩm máy định vị có dây, và mẫu L30GPS này là mẫu sản phẩm máy định vị không dây các bạn nhé. Về hai cái dòng sản phẩm này thì phù hợp gắn trên xe máy, xe ô tô, xe đạp điện các thứ, cũng như là mọi thiết bị khác thì đều là ok các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ mở hai cái bộ sản phẩm này ra để đầu tiên là các bạn nhìn xem là hình hài mẫu mã sản phẩm các bạn định mua nó như thế nào đã, và cái thứ hai là các bạn quan tâm tới những cái tính năng của sản phẩm, là xem là sản phẩm C360GPS có phù hợp với các bạn hay là cái sản phẩm L30GPS sẽ phù hợp với các bạn hơn các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra trước đã. Đây là mẫu C360GPS các bạn nhé. Đây mình sẽ gấp đóng này vào nhìn cho nó vuông vắn đã các bạn nhé. Đây là mẫu C360GPS là mẫu có dây, và mẫu thứ hai đó chính là mẫu L30GPS là chính là cái mẫu không dây các bạn nhé. Đây mình sẽ để vào cho gọn này. L30GPS là không dây. Không dây ở đây có nghĩa là các bạn có thể là linh động di chuyển, để ở xe ô tô này, để ở xe máy này, để ở bất kỳ những cái đồ vật nào thì là hoàn toàn là ok, là sử dụng cái mẫu L30GPS này. Còn cái mẫu có dây C360GPS này là các bạn nguyên lý hoạt động của nó là ăn nguồn của ắc quy. Đấy, nên các bạn sẽ phải đấu trực tiếp vào nguồn điện của ắc quy, không nhất thiết các bạn phải đấu trực tiếp vào ắc quy mà các bạn trích dây đèn này, trích dây ở cốp này, trích dây ở đuôi xe các thứ thì hoàn toàn là ok các bạn nhá. Như lúc ấy mình nói rồi, cái dòng sản phẩm này thì mình đã có video review rất là kỹ rồi. Về cái nguyên lý hoạt động thì sử dụng rất là đơn giản thôi, các bạn mua về chỉ cần đấu trực tiếp cái nguồn điện dây cực âm và cực dương như thế này các bạn nhá. Dây đỏ là dây dương và dây đen thì là dây âm, các bạn đấu vào ắc quy là xong. Và các bạn ở đây nó có một cái jack ở đây. Một cái jack đây các bạn chỉ cần cắm trực tiếp vào cái định vị như này là xong các bạn nhé. Và ở trong cái thiết bị này đã được nâng cấp, ở đây là có một cái cầu chì. Cái cầu chì này sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể là trong quá trình là bị chập cháy hay cái thứ thì cầu chì này nó sẽ là bảo vệ cái định vị này để tăng tuổi thọ cao hơn rất là nhiều các bạn nhé. Sử dụng cầu chì rất là an toàn. Và cái dây này thì nó dài các bạn nhé. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Cái dây này này áng chừng này nó rơi sẽ rơi vào khoảng tầm 1,5 m các bạn nhé. Đây cái dây này 1,5 m để các bạn luồn nách qua những cái khe qua kẽ là rất là tốt đây. Đấy các bạn kéo xuống đây thì là dây ở đây. Nó có là hai đầu là cực âm và cực dương, đen đỏ đây các bạn nhá. Âm dương các bạn nối vào đây. Đấy cái nguyên lý của cái dòng C360 này thì là anh phải đấu trực tiếp điện vào ắc quy thì anh mới sử dụng được, còn anh để không như này sẽ là không sử dụng được, bởi vì nó không tích pin ở trong này các bạn nhá. Nguyên lý hoạt động y hệt như nhau. Đấy, về hai cái dòng sản phẩm này, đây là cái dòng sản phẩm C360GPS các bạn nhá. Nhìn nó hơi lòng ngoằng bởi vì cái dây này nó dài các bạn nhá. Dây nó dài nên nhìn nó lòng ngoằng, còn nếu mà các bạn mà không muốn thì mình có thể là cắt bớt lại đi được, cắt bớt lại đi, chỉ cần cái đoạn ngắn ấy cầu chì thôi các bạn nhá. Cắt bớt lại đi cũng hoàn toàn là ok, bởi vì nhà sản xuất người ta sẽ đưa cho mình cái dây nó rôi ra một chút, thì là nhiều người muốn đấu xa hơn một tí thì là sẽ còn là có dây các bạn nhá. Đây các bạn tháo cái chốt này ra này. Đấy, tháo cái chốt này ra. Đây đầu tiên các bạn nhé, các bạn nhé, mình sẽ là giới thiệu đến các bạn đầu tiên, đó chính mã sản phẩm C360GPS đấu điện trực tiếp vào ắc quy, là sử dụng cái dòng này. Ưu điểm của nó là không bao giờ hết điện. Đấy, bởi vì nó ăn nguồn điện của ắc quy, ăn nguồn rất là nhẹ các bạn nhé, không bao giờ lo là hao bình hay là tiêu bình các thứ, là hoàn toàn sử dụng mẫu C360GPS này. Còn cái mẫu thứ hai, đây chính là cái mẫu L30GPS là cái mẫu không dây. Không dây ở đây có nghĩa là pin tích ở trong đây sử dụng được 30 ngày. Đấy, nó có ưu điểm hơn cái C360 là nó có pin tích, nhưng mà vấn đề là hết 30 ngày thì là các bạn phải nhấc cái cục này ra, các bạn sạc điện vào đây thì các bạn mới sử dụng được tiếp. Còn cái C360 này thì là đấu điện ắc quy thì là mãi mãi vĩnh viễn, không bao giờ phải tháo ra. Đấy, nó lại được cái lọ lại mất cái chai các bạn nhá. Đấy, cái dòng không dây thì nó lại là ưu điểm là như vậy, không dây tích điện vào trong ngày, cái này được 30 ngày. Đấy là khi hết điện là mình phải bỏ ra sạc, sạc xong mình lại để tiếp 30 ngày tiếp các bạn nhé. Rất là cơ động. Nói chung là mọi người sử dụng cái C360 và cái L30 này khá là nhiều, bởi vì ngôn ngữ của nó, nguồn gốc sản xuất của hai cái mẫu mã sản phẩm này là hàng Việt Nam các bạn nhé. Ngôn ngữ sử dụng là ngôn ngữ tiếng Việt. Về cái hai sản phẩm này thì là ai cũng có thể là sử dụng được, thậm chí là nhiều bác nhá, ngoài 70 tuổi, nói chung là cái tuổi độ tuổi đấy về công nghệ nói chung là không được nhanh rồi, cũng như là không được cập nhật như giới trẻ, nhưng mà khi mua sản phẩm này về sử dụng rất là ngon lành và ok, bởi vì chỉ cần hai bước cơ bản là các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng được. Bước 1 tải phần mềm, bước 2 đăng nhập vào phần mềm, mà tất cả những cái khâu trong đấy đều là tiếng Việt. Anh muốn định vị thì
anh ấn vào chữ định vị. Anh muốn xem lại lịch sử di chuyển trong vòng 90 ngày thì anh ấn vào mục xem lại di chuyển. Anh muốn nghe nén thì anh ấn vào mục gọi nghe nén. Còn anh muốn xem thông tin của thiết bị, anh ấn vào mục xem thông tin của thiết bị. Nói chung là dễ lắm các bạn nhé. Đấy, về cả hai cái này thì nó có những cái ưu điểm, ví dụ là các bạn dừng bao nhiêu phút này, từ điểm A đi từ điểm A đến điểm B bao nhiêu km này, khoảng cách bao nhiêu này, dừng bao nhiêu phút này, đỗ bao nhiêu phút này, đi bao nhiêu phút, đi với tốc độ bao nhiêu này, đi hướng nào này. Nói chung là hiển thị cho các bạn tất tần tật từ A đến Z trên bản đồ như là các bạn đang ngồi trên cái xe này luôn. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, rất là kỹ càng về cái dòng sản phẩm này các bạn nhé. Với cái mẫu L30 GPS này thì là nó hoàn toàn có lam châm. Đấy, lam châm siêu dính luôn. Đây các bạn này, cực kỳ là dính. Các bạn nhìn cái tay mình mút này. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, cái tay mình mút ra đây. Đây các bạn đi rung lắc các thứ đây không bao giờ lo là bị tuột ra. Lam châm là siêu dính luôn, có chức năng nghe lén các bạn nhé. Và nói không bằng làm, thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho các bạn luôn trên cái điện thoại của mình để các bạn biết rằng cái mức độ sản phẩm này sử dụng nó dễ như thế nào các bạn nhé. Đây mình sẽ để gọn vào đây này để cho các bạn đỡ rối mắt các bạn nhé. Tất cả sản phẩm của bên công ty mình đều có thẻ bảo hành 1-1 cho các bạn trong vòng 1 năm các bạn nhé. Chỉ cần giữ mới 70% để được 1-1 trong vòng 1 năm. Tất cả những lỗi sản xuất hay là những cái gì dùng 15 ngày đầu không ưng, thích đổi sang sản phẩm khác, bên mình vẫn đổi cho các bạn thoải mái, không vấn đề gì hết các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn chú ý giúp mình muốn sử dụng được, bởi vì các bạn ở đây là các bạn giám sát trên điện thoại, các bạn ngồi ở nhà thôi. Bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 rồi, mình ngồi ở nhà là mình vẫn hoàn toàn có thể lại biết là anh A này anh có đi giao hàng hay không, anh giao ở nhà này anh dừng bao nhiêu phút, anh đỗ anh nói chuyện bao nhiêu phút, là mình ở nhà mình biết hết các bạn nhé. Bước đầu tiên là những ai sử dụng iPhone như mình chẳng hạn, hoặc những ai sử dụng Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo rồi Huawei các thứ là y hệt như nhau hết các bạn nhé. Các bạn vào App Store, còn ai là Android thì các bạn vào CS Play các bạn nhé. Các bạn tải phần mềm giúp mình là phần mềm VN chắc, viết tắt của Việt Nam định vị này, VN này, chắc này, viết tắt của Việt Nam định vị các bạn nhé. Đây chính là cái phần mềm mà các bạn cần tải về, là VN chắc là cái phần mềm đầu tiên. Bước 1 là tải phần mềm VN chắc Việt Nam định vị. Bước thứ 2 là đăng nhập vào phần mềm. Đây, giao diện của nó đây các bạn nhé. Bước thứ 2 là đăng nhập vào phần mềm. Sau khi đăng nhập vào phần mềm như thế này thì nó sẽ hiện ra hai dòng như thế này, thì các bạn sẽ nhập tên đăng nhập vào bằng chính số điện thoại của các bạn luôn các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ ấn đăng nhập này, các bạn nhìn này, đăng nhập này. Đấy, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Như vậy là xong rồi, tất cả các khâu bây giờ thì là tiếng Việt rồi. Đây nha, các bạn ấn vào chữ thiết bị này, ấn vào chữ thiết bị ở dưới đây các bạn nhé. Ấn vào chữ thiết bị này, ở đây nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái máy đang bật và những máy đang tắt các bạn nhé. Ví dụ các bạn nhìn này, máy này này dừng 2 ngày 4 giờ 7 phút này, máy này này đã đăng xuất này, máy này này dừng 2 ngày 4 giờ 12 phút này, máy này là dừng 2 giờ 3 ngày 38 phút, tức là biết anh A anh B có đi làm hay không, máy có lỗi hay không các bạn nhé. Mà mình sẽ chọn ấn online này, online đây thì mình sẽ nhìn thấy cái máy của mình ở đây với cái mã số ở đây là L30 các bạn nhé. L30 trên những cái mã định vị này, các bạn chú ý giúp mình này, trên những cái mã định vị nó sẽ có một cái mã đây các bạn nhìn này, một cái mã đây này. Đuôi của nó đây là 6452 này các bạn nhìn đây, đấy 36452 này các bạn nhìn nhá, 36452 đây chính là cái mã định vị của mình đây, 36452 đây các bạn chấm thẳng vào đây. Đấy, sau khi chấm thẳng ở đây các bạn sẽ nhìn này, trạng thái hiển thị trạng thái này, dừng 11 phút 49 giây này, ngày giờ là ngày 19 tháng 3 năm 2021 này, thời điểm là 18 giờ 42 phút 30 giây là dừng này, trạng thái này, đấy, pin là 100% các bạn nhé, trạng thái pin là 100%, cụ thể địa chỉ số nhà ngõ ngách hiện thì này, ngách 15/92 ngõ Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng này, đấy, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội này, đấy các bạn thấy chưa, đây là địa chỉ ngõ ngách cụ thể ở đây này. Trên bản đồ ở đây sẽ hiển thị tất cả những cái thông tin cho các bạn luôn các bạn nhé. Cái thứ hai là các bạn để ý những cái biểu tượng trên màn hình này. Thứ nhất là những bạn nào muốn xem đèn tín hiệu giao thông thì mình ấn vào đây, đấy nó hiển thị tín hiệu giao thông, là đây là ai dùng ô tô thì mình sẽ là biết là đường một chiều hay đường hai chiều các bạn nhé. Đây các bạn thấy không, nó sẽ hiển thị lên đường một chiều đường hai chiều. Đây là định vị trực tuyến này, những bạn nào mà muốn định vị qua vệ tinh thì mình ấn vào cái biểu tượng hai cái hình vuông đan xen nhau ở đây, hai hình vuông đan xen nhau đây sẽ ra định vị qua vệ tinh các bạn nhé. Đấy, định vị qua vệ tinh là định vị nhìn qua lóc nhà các thứ đây, mình ấn vào đây để trở về các bạn nhé. Đấy, còn những bạn nào mà muốn xem thông tin chi tiết của cái định vị này thì mình ấn vào cái mũi tên lửa lớn hơn hoặc bằng đây này, các bạn nhìn này, đấy các bạn nhìn theo mình nhá. Đấy sẽ là định vị vị trí này, đấy bởi vì nó là ngôn ngữ là tiếng Việt nên các bạn rất là dễ các bạn nhá. SOS để số cấu hình nghe lén này, đây số 346 của mình nghe lén này, tí nữa mình sẽ gọi và nghe lén cho các bạn xem các bạn nhá. Kiểm tra thông tin cả phiên bản cái thứ để chọn hết ở đây này. Đấy, và những bạn nào muốn dẫn đường đến vị trí này thì các bạn ấn vào hình mũi tên ở đây. Đấy, dẫn đường chỉ lối thì mình lại chọn vào mũi tên ở dưới đây các bạn nhìn nhá. Đấy,
chọn mũi tên dẫn đường chỉ lối đây. Ví dụ ở đây chẳng hạn mình chọn 29 Tây Sơn này, đấy chỉ đường này, đấy nó sẽ dẫn đường đến các bạn đây, thấy chưa? Đi thứ nhất là sẽ đi có hai đường đi này, vòng vòng ra đây, vòng ra Đại La rồi vòng ra Trường Chinh rồi ra Tây Sơn hoặc là vòng lên Kim Liên các bạn nhé. Đấy, các bạn ấn vị trí của tôi này, các bạn nhìn đây, chọn đi này, đi 16 phút này, đấy các bạn thấy không? Nó sẽ dẫn đường nhấp nháy luôn này các bạn nhé. Đấy là dẫn đường chỉ lối cho các bạn luôn đấy, đến cái vị trí định vị các bạn nhé. Tiếp tới là xem được lịch sử trong vòng 90 ngày thì các bạn ấn vào mục xem lại. Đây các bạn thấy chưa không? Xem lại đây là xem lịch sử, ấn vào đây để xem lại các bạn nhé. Xem lại là sẽ là để báo là tốc độ đi bao nhiêu. Do mình ở đây là mình là không, hôm nay là mình không có đi đâu các bạn nhé. Đứng tại chỗ luôn, sẽ nó sẽ hiển thị vị trí ở đây này. Đấy, đi với tốc độ bao nhiêu, đây mình sẽ là test cái trên này này, các bạn nhìn này. Ấn vào mục xem lại của cái trên này nhá các bạn nhìn này. Hôm nay là không có đi đâu này, xem là hôm qua này. Xem hôm qua này. 1 giờ trước này. Đấy, tại vì cái này là hôm nay cũng là không có đi đâu các bạn nhá. Đấy, nếu mà lúc nào có vị trí đi đâu là nó sẽ là hiển thị tất cả lên cái thông số ở đây hết cho các bạn luôn các bạn nhá. Ấn xem lại ở đây. Đây ok này, các bạn nhìn này. Đấy nhá, mình sẽ là tua lại cho các bạn nhìn này. Nó sẽ ghi là tốc độ đi bao nhiêu này. Các bạn thấy không? Tốc độ đi 6 km/h này, quãng đường là đi 72m này, hướng đi như thế nào, ngày giờ như nào, nó hiển thị hết cho các bạn ở đây luôn các bạn nhá. Tốc độ đi, đường đi. Và những bạn nào muốn tiếp tục ấn vào mục thông tin ở đây. Thông tin đây các bạn nhìn này. Thông tin đây này, nó sẽ ra này, tên định vị là L30 này, mã số seri của thiết bị này, các bạn nhìn này. Mã số của seri của thiết bị sẽ trùng với cái mã ở trên sản phẩm này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, số SIM lắp ở trong máy này, những bạn nào muốn nghe lén thì mình ấn vào đây. Ấn vào đây để gọi trực tiếp vào cái SIM này là để nghe lén luôn các bạn nhé. Đấy, gọi điện trực tiếp vào đây để nghe lén luôn. Nó sẽ thu âm những cái tiếng xung quanh đây. Alo, 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 alo. Gần nhau nó sẽ bị xung âm thanh, còn các bạn là nghe loa trong là ok luôn các bạn nhé. Cứ gọi vào là sẽ là nghe được luôn. Đấy là chức năng nghe lén này. Tiếp tới đây, thời gian kích hoạt, thời gian đây rất là nhiều các bạn nhé. Ngoài ra các bạn chọn vào mục cài đặt tiếp này. Cài đặt ở dưới này. Cái đây này, ví dụ đi quá tốc độ 80 km để cho con đi học, nhưng mà thằng ngày hôm nay là đi phóng nhanh vượt ẩu đi quá 80 km chẳng hạn. Đấy, là mình sẽ biết giới hạn được các bạn nhé. Nói chung là động cơ mở, động cơ tắt, bật tắt các thứ đều có hết các bạn nhé. Lệnh sử dụng, nói chung là cái này là ngôn ngữ tiếng Việt nên tất cả là sử dụng như nhau. Cái C360 GPS này cũng như vậy các bạn nhé. Hai cái là sử dụng ngôn ngữ chung phần mềm, tên đăng nhập như hệt nhau. Đấy, rất là dễ dàng và đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể là quản lý được. Ví dụ nhà bạn có hai xe máy chẳng hạn. Đấy, các bạn ngồi nhà các biết, bạn biết là à cái xe máy này là xe Exciter này, vợ mình đi này, xe này là con mình đi, là hôm nay xem là có đi công ty, có đi làm các thứ, là có gian lận, có đi đường nọ đường kia hay không, là mình ở nhà mình biết hết các bạn nhé. Đấy, nói chung là rất là hay về hai cái mẫu sản phẩm này, mẫu L30 GPS và mẫu C360 GPS các bạn nhé, gắn lên xe máy ô tô các thứ là nghe ném các thứ thì rất là ok các bạn nhé. Thì là vừa xong là mình đã tổng hợp với hai cái mẫu sản phẩm này. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp tới mình qua hai cái mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Bên mình sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành cho các bạn 1 năm. À quên, được tặng kèm SIM các bạn nhé. Có SIM ở trong đây, mình sẽ cậy ra này. Được tặng kèm SIM các bạn nhé. Được tặng kèm SIM cho các bạn luôn về cái mẫu hàng của Việt Nam này. Đấy, đậy vào nó rất là khít các bạn nhé. Đấy, rất là khít của cái dòng sản phẩm này. Đấy, nam châm thì là nam châm là siêu dính luôn. Đấy các bạn nhá, rất là hay. Phụ kiện kèm theo ở đây thì nó chỉ có dây cắp sạc thôi. Cái này sạc được, pin nó sử dụng được 30 ngày các bạn nhá. Có SIM kèm theo cho các bạn luôn. Đấy, pin sử dụng của cái mẫu L30 này sẽ sử dụng được 30 ngày. Hết pin mình lại mang ra sạc, ngoài ra đấu điện trực tiếp được. Còn những bạn nào mà muốn sử dụng mà lâu bền mãi không cần tháo ra tháo vào thì mình là lên sử dụng cái mẫu C360 này thì rất là ok các bạn nhá. Nếu mà các bạn thấy kênh YouTube của mình hay, hãy nhớ đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất từ bên công ty mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.